Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Thì hôm nay bên mình sẽ giới thiệu cho các bạn những chiếc máy đang có tại kênh. Thì các bạn xem video nếu ưng ý sản phẩm nào ở bên mình thì hãy ủng hộ bên mình nhé. Thì bên mình có cái số Zalo, bên mình cũng để trên màn hình và nó cũng là số hotline luôn. Đấy, hoạt động 24/7 luôn các bạn nhé. Thì hôm nay bên mình về được khá nhiều những cái dòng iPhone. Đấy, thì giá theo như mình nghĩ đến cái thời điểm này nó có tăng nhẹ so với đợt trước, nhưng đến bây giờ nó vẫn là dễ thở các bạn nhé. Đó. Thì đầu tiên sẽ nói đến video ngày hôm nay, đó là hai chiếc iPhone 12 Pro Max bản 512GB. Đấy, một chiếc máy màu vàng và một chiếc máy màu xanh. Đấy, một cây pin của nó là 90% và một cây pin 93%. Ngoại hình thì cả hai cây đều là hàng A, hàng zin đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, một xanh một vàng, hàng zin đẹp, đầy đủ tất cả các chức năng, không lỗi lầm gì cả. Đó. 512GB thì các bạn lưu trữ thoải con gà mái luôn các bạn nhé, lưu trữ cả một thế giới luôn. Đây cây màu xanh, đây cây màu xanh các bạn nhé. Đấy, đang chạy US 16.6.1 bản quốc tế Mỹ, bản 512GB các bạn nhé. Pin con này này, pin zin của nó 90%, zin nguyên áp luôn. Đấy, mà máy đây các bạn. Đấy, máy rất đẹp nhé. Đấy, máy rất là đẹp. Đẹp đến 98-99% thì các bạn hiểu rồi. Máy đầy đủ các tính năng, bộ nhớ 512GB. Bên mình đang để cho các bạn cây màu xanh với giá của nó là 14 triệu các bạn nhé. Cây màu xanh giá 14 triệu. Pin 90, zin. Đấy, nó những cái pin mà trên 90% thường thường là những cây máy đang gọi là rất là hiếm các bạn nhé. Cây màu vàng, đây, cây này còn pin 93% luôn. Đấy, ngoại hình của nó cũng là hàng zin đẹp luôn. Đây. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, hàng đẹp móc mắt luôn nhá. Đây, con này đang chạy US 17.0.3. Đấy. Bộ nhớ 512GB. Máy 2 sim nhá, một sim vật lý, một eSIM. Đây, pin 93% các bạn nhá. Máy màu vàng gold. Đấy. 12 Pro Max, máy màu vàng gold, hoa anh đẹp 98-99% các bạn nhé. Giá bên mình đang để cho các bạn cây màu vàng này với giá là 14.200. 14.200, bộ nhớ 512GB các bạn nhé. Một chiếc iPhone 11 thường bản VNA, máy thu được của khách đây. Con này thì mua ở FPT, một chủ dùng từ đầu. Pin của nó là 92%. Đấy, bộ nhớ 128GB, máy màu đen. Đấy, mặt trước mặt sau thì đẹp. Ngoại hình viền của nó thì có xước phe phẩy nhẹ. Đây. Đấy, nó xước phe phẩy nhẹ thôi. Theo như mình nhận định con này đẹp tầm khoảng 90-95%. Màn hình trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình, không một chấm phản quang gì cả. Máy đẹp, đầy đủ tính năng. Bên mình đang để cho bạn giá là 6.800.000 nhé. Máy vẫn bảo hành 3 tháng, lỗi 1 đổi 1, tặng đầy đủ phụ kiện. Đây là một chiếc SE 2020. Đấy, con này pin 90%. Bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 2.900.000. Ngoại hình đẹp các bạn nhé. Đây, nó có một chấm ở đây thôi. Đấy, còn lại là đẹp. 2.900.000. Tiếp theo nữa đến một chiếc hai chiếc iPhone 12 Pro Max bản 128GB. Đấy, thì sẽ rẻ hơn bản 512GB rất là nhiều. Đấy, 128GB, bên mình có một cây máy màu vàng gold. Đấy, email của nó là 06851 này. Đấy, thường thường là đều có email ở lưng. Con này pin của nó là 89%. Đây, ngoại hình của nó là hàng đẹp 99%. Đấy. Con này thì ở bên trong đang chạy US 17.0.3, 128GB. Pin đây. Đấy, ở trong này 88 nhưng mà bao tu là 89. Đấy, bọn dòng máy đời cao thì nó báo ảo pin là chuyện bình thường, nhưng mà có hơn có 1-2%, cho nên là bên mình không chạy phần mềm. Còn nếu mà muốn để cho nó hiện 89% thì sẽ chạy phần mềm lên, chạy phần mềm để cho nó không báo ảo pin.
thì là nó sẽ về 89% các bạn nhé. Đấy, máy màu vàng gold. Cái này ngoại hình đẹp, đầy đủ các tính năng. Bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 12.300.000. Màu vàng 12.300.000. Rất đẹp nhé. Cái máy màu đen. Đấy. Tất cả toàn hàng A đấy các bạn này. Đây, màu đen. Con này thì pin lên đến 94% đây các bạn. Đấy, pin 94%, bộ nhớ 128GB. Đây, pin 94% luôn. Đang chạy US 16.6.1 bản quốc tế Mỹ. iPhone 12 Pro Max. Máy màu đen. Bên mình để cho các bạn với giá của nó là 12.200.000. Đấy, màu đen nhưng được cái pin của nó cao, cao vút luôn. Mà từ khi iPhone 15 Pro Max ra đời thì mình thấy các cái màu đen và màu trắng nó lại thành đẹp, nó lại là lá giống iPhone 15 các bạn ạ. Rất đẹp nhá, vuông thành sát cạnh. Toàn hàng zin chuẩn 100% luôn các bạn. iPhone XS Max bản 64GB, máy màu đen. Đấy, ngoại hình của nó là hàng zin đẹp. Con này, con này cũng đẹp đấy. Đây là chấm phe phẩy nhẹ một tí thôi. Như này quá đẹp rồi. Bộ nhớ của nó là 64GB, hàng zin. LL trên A 64GB, 17.2. Pin con này cũng 90% đấy. Đầy đủ các tính năng nhé. Face ID nhận diện. À đây, con này pin thay mới các bạn nhé. Con này pin 100%. Quên mất, con này ở bên mình thay pin 100%. Giá bên mình đang để cho các bạn là 6.500.000 các bạn nhé. 6.500.000. Tiếp đến là cây iPhone 13 thường. Pin 100%. Đấy, vừa mới hết hạn bảo hành là ngày 24 tháng 12 năm 2023. Máy sạc 188 lần. Đẹp lung linh. Zin keng sven. Bộ nhớ 128GB, iPhone 13. Bên mình đang để cho các bạn giá 12 triệu nhé. 12 triệu. Tiếp tục series iPhone thì có iPhone XS vàng gold. Pin 92%. Hàng siêu chất luôn. Con này phụ kiện zin đi theo máy, ủa tai nghe còn chưa sử dụng. Củ cũng chưa sử dụng luôn các bạn ạ. Củ chưa sử dụng luôn. Đấy, củ zin theo máy nhá. Ủa, bộ con này quá ngon. Xem con này, bộ nhớ của nó là bao nhiêu ghi, bộ nhớ con này 64GB đấy các bạn. XS 64GB, đấy, hàng full hộp. Hàng này phải gọi là hàng siêu lướt các bạn ạ. Này. Siêu siêu lướt nó luôn này. Đấy. Quá đẹp. Quá đẳng cấp. Có tiền nhiều lúc muốn mua những hàng này khó. Chỉ có duyên thôi, có duyên gặp được những chiếc máy như thế này. Đấy, máy màu vàng gold các bạn nhá. Bên mình đang để cho bạn giá là 5.300.000. Không lấy phụ kiện trừ 300.000 nhá. 5.300.000. Và phụ kiện này nó là hàng zin đi theo máy chứ không phải là zin linh kiện hoặc là hàng fake đâu các bạn nhé. 5.300.000. Tiếp theo đến một chiếc XR. Con này pin 93%, máy màu đỏ. Hàng hơn cả lực cất luôn các bạn. Đây các bạn nhìn chân sạc của nó này. Đẹp lung linh luôn. Ui, con này phải đẹp cất keng luôn các bạn. Đang chạy US 16.6.1 XR. Ui, con này bản 128GB. Ui da. Bản 128GB. Có củ zin. Củ zin đi theo máy các bạn nhé. Cái máy này thì bên mình để cho các bạn giá là 5.500.000. Để cho các bạn giá 5.500.000. 5.500.000 các bạn nhé. Full hộp luôn. Hộp xịn luôn. Không phải là fake đâu nhé. Tiếp đến là một cây iPhone 11. Cây iPhone 11 này cũng chất luôn. Bộ nhớ của nó là 64GB. Pin 94%.
hàng đẹp để các bạn nhìn chuẩn xác này, quá đẹp luôn. Màng loa này, viền này, con này phải gọi là đẹp lên ken sa beng à, không, nó có thi thoảng có phải lông mèo nhẹ, nói chung là ít cũng phải được 99% các bạn nhé. Đây đấy, bản 64 GB, pin 94%. Bên mình đang để cho các bạn cây máy này giá là 6.800.000 nhé, 6.800.000, hàng full hộp, có phụ kiện zin đi theo máy. Đấy, quá đẹp. Cái hàng hộp này không phải lúc nào cũng có các bạn nhé, rất là hiếm đấy, nên các bạn cứ để ý video nhé, xem ưng được máy nào thì bảo mình. Rồi, tiếp đến là S21 FE, bản Hồng Kông, máy zin đẹp, màn trắng sáng, không ám, không ổ, không lưu hình. Bản này là bản 2 sim vật lý các bạn nhé, bản 2 sim vật lý, màn trắng như trứng gà bóc luôn, RAM 6, bộ nhớ 128 GB. Bên mình đang để cho các bạn với giá của nó là 5.500.000 các bạn nhé, 5.500.000, hàng đẹp 99% luôn. Lốt 20 5G phiên bản Mỹ, ngoại hình của con này thì đẹp tầm khoảng 95-97%, xước sát nhẹ theo thời gian thôi. Đấy, có xước sát theo thời gian. Để cho các bạn giá 5.100.000, 5.100.000 các bạn nhé. RAM 8, bộ nhớ 128 GB, chip Snapdragon 865. Đấy, máy thì 2 SIM, 1 SIM vật lý và 1 eSIM. Giá chỉ 5.100.000 thôi. Samsung M30S, ngoại hình của nó là hàng xước phe phẩy nhẹ, màn hình thay, RAM 4, bộ nhớ 64 GB, thanh lý các bạn, giá 1.500.000 nhé. M30S thanh lý các bạn, giá 1.500.000, bản 2 SIM, hàng chính hãng luôn. Pin con này là 6.000 mAh/giờ, các bạn dùng mấy ngày không hết pin luôn. Z Flip 3 phiên bản Việt Nam, máy màu vàng kem, công nghệ màn hình gập, sang trọng lịch lãm, bản Việt Nam 2 SIM các bạn nhé. RAM của nó là 8 GB, bộ nhớ của nó là 256 GB. RAM 8, bộ nhớ 256 GB. Và bên mình đang để cho các bạn với giá của nó chỉ có 5.600.000 nhé, 5.600.000. Tiếp đến là một chiếc Samsung Galaxy S10e phiên bản Mỹ. Đấy, có chữ Galaxy S10e này. Đấy, chuẩn là lưng zin luôn nhé. Máy zin đẹp 99%, máy zin đẹp 99%, màn hình trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình, RAM 6, bộ nhớ 128 GB, chip Snapdragon 855, đây là một con chip chiến game cực kỳ đỉnh luôn, rất mượt, rất mát, không nóng pin. Máy một sim các bạn nhé, để cho bạn giá 3.000.000, tặng sạc, tặng tai nghe. Tiếp đến là chiếc Samsung S20 Ultra. S20 Ultra phiên bản Mỹ, à đấy, bản Việt Nam. 3.700.000. Bị một đường kẻ sọc như thế này. Và mãi mãi nó chỉ có một đường kẻ thôi, nó không bị loang ra các bạn nhé. Vào nền trắng này hầu như là không nhìn thấy. Chỉ có vào nền đen, nền màu này mới nhìn thấy thôi. RAM 12, bộ nhớ 128 GB, pin 5000, camera zoom 100x, cực kỳ nét luôn. Đây mình đang để cho các bạn giá của nó là 3.700.000, S20 Ultra, rất phù hợp với cả các bạn
làm lái xe công nghệ nhé. Đây là bản Việt thì các bạn dùng Samsung Pay, Samsung Pass hoặc là cài các ứng dụng bản quyền thoải mái. Mà giá thành nó rẻ. Dòng này thì cấu hình nó cao cho nên nó nổ đơn cũng rất là nhanh các bạn nhé. S21 Ultra bản Mỹ, máy màu đen, có màu đen và màu bạc. Hàng A bên mình đang để cho bạn giá là 8.800.000. Màn hình trắng sáng, không ám hồ, không lưu hình. Máy zin nguyên áp suất luôn. RAM 12, bộ nhớ 128GB. Chip Snapdragon 888, màn hình 6.9 inch. Pin thì 5000, camera thì zoom 100x. Quay video 8K luôn các bạn nhé. Có hai màu đen và màu bạc. Đấy, màu đen và màu bạc nhé. Hai màu bằng tiền nhau, giá 8.800.000. Samsung Galaxy S22 phiên bản Hàn, zin keng sa beng, áp suất căng đét luôn. Đây các bạn, áp suất này mình ấn một tay này, bao cho bạn thả nước thoải mái. Các cái hàng này thì cực kỳ là bền, ít lỗi. S22 bản Hàn, RAM 8, bộ nhớ 256, 7.300.000 các bạn nhé. 7.300.000. Hôm nay vẫn còn chương trình miễn phí ship để các bạn nhé. Các bạn mua máy hết ngày hôm nay hết video này là bên mình sẽ không miễn phí ship nữa. Bên mình thì bán cộng công thì nó rất là mỏng. Chính vì vậy cho nên là các cái chương trình khuyến mãi nó sẽ không được nhiều. Ví dụ như bên mình còn lãi nhiều thì có thể là mình giảm 200, 300, 500, 700. Nhưng mà cái số lãi rất là ít, cho nên các bạn thông cảm. Nhiều bạn cứ thấy kênh của mình bán giá cũng tương đối cao, nhưng mà tiền nào của đấy các bạn ạ. Đấy. Không phải là tự dưng bên mình lại cao hơn đâu. Và chế độ hậu mãi của bên mình thì các bạn cũng biết rồi, lỗi là đổi luôn, lỗi một đổi một, không có sửa chữa gì cả. Đây cây Sony L4 một sim, ngoại hình đẹp 99%, RAM 4, bộ nhớ 64GB. Để cho các bạn với giá của nó là 1.500.000. Đấy, máy chống cháy quá ngon luôn nhé. 1.500.000, pin khỏe. Đó là những gì mà bên mình muốn giới thiệu đến cho các bạn. Các bạn xem video ưng ý sản phẩm nào thì alo giúp bên mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.